vô nữa gần gần dễ tiên ngay chút. Vô nữa đi anh. Vô nữa đi. Rồi. Rồi nhờ anh xuống tiếp hàng giùm em lên cái. Có rất đông những người mưu sinh xa nhà xa xứ lên đây lập nghiệp, là tức nghĩa là bà con ở nhà trọ, và cũng có vài hộ khó khăn ở trong hẻm này. Chuyến này thì trong buổi sáng nay thì dự định là sẽ phát 100 đơn phần quà vòng vòng trong phường Vĩnh Quang. Đây là các phần quà, 50 phần quà các anh em ở Mặt trận Tổ quốc ở phường Vĩnh Quang và các em trật tự khu phố chuẩn bị để phát cho 50 hộ ở đường trong hẻm này. Rồi mời ra đi anh. Ra đi. Rồi anh phát, tôi Tuấn em phát đi, em phát qua đó đi. Dạ. Tất sáng ra nha nha. À, rồi. 2 mét xích lên đây đi. Rồi, đứng lại đi anh, đứng lại đi. Rồi, đứng, rồi, được rồi, coi đứng lại, coi đứng lại. À, rồi. Tức nghĩa là giờ đi tới nha. Rồi, đi qua đường này, giờ rồi, đi tiến lên anh, tiến lên. À, tiến lên, rồi, cô tiến lên anh đó. Rồi, cô tiến lên, cô tiến lên. Rồi đi về luôn đi thẳng về nhà luôn đi. Vẫn là phường Vĩnh Quang nhưng mà khác hẻm. Hẻm 198 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cho bà con, còn ở trong thì thông báo tổ trưởng thông báo cho bà con ở trong từ từ đi ra, và vẫn là ưu tiên cho nhà trọ. Phần đông thì các bà con có mặt đây là đều là ở xa, là đây mưu sinh thôi, mướn nhà trọ mưu sinh. Xin chào người đẹp Lê Hoàng Oanh, Trương Su Su. Thời tiết nó hơi căng chút xíu.
chào Trương Su Su. Đi lần lần lên chị, đi lần lần lên. À đi lần lần lên. Rồi rồi rồi, đi lần lên rồi. Mình nhớ nói chính xác nha, tên tuổi và ở phòng trọ số mấy. Cho mau thôi.